về gan nhiễm mỡ là gì và cách phòng bệnh ra sao nhé. Thứ nhất là gan nhiễm mỡ là gì? Gan nhiễm mỡ là một tình trạng trong đó chất béo tích tụ các tế bào gan vượt quá 5% trọng lượng của gan. Trong nhiều trường hợp, sự tích tụ chất béo có thể gây viêm gan, gây tổn thương cho các tế bào gan. Ở mức độ nhẹ, gan có khả năng tự phục hồi bằng cách tái tạo các tế bào gan mới thay thế các tế bào gan đã chết. Tuy nhiên, khi quá trình tế bào gan bị tổn thương, gan sẽ mất dần khả năng phục hồi. Các mô gan bắt đầu được thay thế bằng các mô xơ, sẹo dẫn đến nguy cơ suy giảm chức năng gan, xơ gan, ung thư gan. Ước tính hiện nay có đến 35% số bệnh nhân ung thư gan liên quan đến gan nhiễm mỡ. Xơ gan và ung thư gan là các biến chứng rất khó điều trị và phục hồi. Người bệnh có thể phải ghép gan hoặc dùng đến các biện pháp để hy vọng kéo dài sự sống. Vậy cách phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ như thế nào? Thứ nhất, vận động để giảm béo. Lười vận động cũng có thể dẫn đến béo phì mà làm cho các chất béo không thể chuyển hóa được, tích hại quá nhiều, hình thành các gan nhiễm mỡ. Thống kê cho thấy 75% người béo phì thì gan nhiễm mỡ. Vì vậy, những người ít vận động như dân công sở nên thường xuyên lựa chọn hình thức vận động phù hợp để giảm cân, từ đó tránh nguy cơ gan nhiễm mỡ. Thứ hai là luôn phải sống lạc quan. Những người hay căng thẳng, buồn bực, tức giận là một trong những đối tượng dễ gây gan nhiễm mỡ. Do vậy, hãy luôn giữ tâm trạng vui vẻ, lạc quan. Hãy kết hợp làm việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý nhé. 3. Ăn uống phải lành mạnh. Ăn uống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân gây ra gan nhiễm mỡ. Người ăn uống nhiều đồ tanh hay người kém dinh dưỡng đều có nguy cơ cao mắc gan nhiễm mỡ. Do vậy, xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh là một biện pháp hiệu quả ngừa gan nhiễm mỡ. Những thực phẩm bạn có thể ăn nhiều như thịt nạc, đậu nành, đậu Hà Lan, cà chua, ớt vàng, rau cần tây, tỏi, chanh, cam, quýt, bưởi, vân vân. Thứ tư là hạn chế bia rượu. Có tới 60% những người nghiện rượu hoặc uống rượu thường xuyên có thể gây gan nhiễm mỡ. Vì vậy, những người nghiện rượu hoặc uống nhiều rượu nên cai rượu, với những người bình thường nên tránh uống rượu nhiều. Năm là khi dùng thuốc thì phải cẩn thận. Bất kỳ một loại thuốc nào trong khi vào cơ thể đều phải qua giải độc, thải độc ở gan. Vì thế khi lựa chọn thuốc để cần dùng phải cẩn thận, đề phòng tác dụng phụ độc hại của thuốc. Đặc biệt là những thuốc gây tổn thương cho gan tuyệt đối không được dùng, để tránh làm hại gan tổn thương và nặng hơn. Trên đây là những gì mình đã giới thiệu với các bạn về gan. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.